xin chào các bạn tôi là bác thắng phong thủy hôm nay là ngày đầu tiên mọi người bắt đầu bước sang năm mới đi làm khởi đầu cho một năm giáp thìn đồng thời cũng là tháng riêng là cái tháng có nhiều những cái đi lễ cầu may đó là một cái phong tục tập quán tốt mà được duy trì hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết là hình thức nghi lễ cúng bái đi cầu may ra sao. Chúng ta phải hiểu như thế này. Trong cái mùa lễ hội đấy, đa phần là mắc phải những cái cái lỗi đi cầu tài có khi lại không được mà lại thuốc lấy những cái tay ương lý do là như như sau chúng ta phải phân biệt được hai hai cái mảng về tâm linh mảng thứ nhất là đi lễ chùa lễ phật là nó khác mảng thứ hai là đi mây đi đến những những ông hoàng bà chúa thành hoàng làng đình miếu phủ và các cái tổ nghề nó khác nhau nhưng mọi người chỉ có cái khái niệm là à đầu năm đi xin lễ ta phần mắc phải là ở chùa chiền nên nhớ chùa chiền là nơi thờ phụng phật phật thánh mà ở nơi linh thiêng đó phật thánh đó thì là phải thờ đồ chay đi lễ đồ chay bởi vì sao rất nhiều các các cái chùa á, như chùa tam trúc này à, chùa hương này và các cái chùa nổi tiếng khác chùa bái đính nhận đấy là chùa các bạn phải nên nhớ đó là chùa hay là yên tử cũng là nơi mà thờ phật nhưng gì rất nhiều qua khảo sát đấy rất nhiều những người mà đi lễ chùa hương hay là những cái chùa này chùa kia đều mang theo vật phẩm là gà gà lợn quay các cái đồ mặn cá chép cá rán cá đó là những cái đồ mặn là thi nhau để bê lên ngữ lên lên trên những cái tam bảo đó là những cái sai lầm lộc chả thấy đâu mà nó lại thành phạm húy nếu như các bạn phải phân biệt như thế này này những cái đồ thắp phương dâng lên phật thánh thì chỉ có các cái đồ chay vừa là hoa quả tươi ngon lành và các cái các oán hoặc là những cái mà người ta làm giả giảm mặn mà đặc biệt là chè hoặc là những cái đồ ngọt những cái mà chay tịnh nó không có chất mỡ nó không có cái chất mặn nó cũng không có những cái abc đặc biệt là các vấn đề về hoa quả bởi vì nơi chùa chiền là nơi thanh tịnh chính vì vậy mà chính vì những cái đi cầu mong cầu may mà không nắm được những cái đó dẫn tới những cái hậu quả nó không theo như mong muốn thậm chí nó thành rước họa vào thân thì đúng hơn các bạn phải hiểu không? cái mảng về phật thánh đó là tất cả là đồ chay tịnh không xô bồ không chen lấn không phải là cứ đến đấy mà mà mà, 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 mà thi sụp mà cân bái mà có thể đạt được hiệu quả đâu những cái đồ ăn may ấy ăn mặn ấy đồ mặn ấy thì nó là người ta đi cầu may ở những cái phủ chúa đặc biệt là ở các làng quê thì có hay có những cái là thành hoàng làng người thành hoàng làng đấy là cái tôn vinh tôn thờ cái người đầu tiên lập lập có công dưỡng nghiệp cũng như tạo nên một cái vùng quê nào đó một mảnh đất nào đó một vùng đất khai hoang mở mang bờ cõi khai khẩn vân vân thì đó là người ta thờ là thờ thành hoàng gọi là thành hoàng làng hay những ở gọi là các cái phủ chúa những cái đình là thờ thổ thổ thần linh thổ công hay những cái nơi người ta thờ phụng về tổ nghề người tạo dựng lên nghề phụ cho một cái làng quê nào đó và những cái nơi mà đền thờ các cái vua chúa có công thì người ta có thể là dâng hương và dâng cúng các cái đồ đồ mặn đặc biệt đấy là những cái nơi mà các bạn đầu năm hay đi xin lộc đấy là ông, ông ông hoàng là ông hoàng bảy ông hoàng 10 bà chúa thì có là bà chúa kho hay là bà chúa thượng ngàn bà chúa sứ vân vân thì đó là nó có hai cái đẳng cấp một là là phật thánh cái thứ hai là các các vị thần linh hai cái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau và thờ phụng cái nghi lễ thờ phụng nó khác nhau nhưng gì ở đây các bạn chỉ có cái, cái niệm đi lễ của may chính vì vậy mà phải nắm được khái niệm là nơi nào là thờ mặn, nơi nào là dâng tranh tốt nhất các bạn không am hiểu thì lòng thành bất kể là đến chùa chiền hay là phủ chúa hay là nơi thờ các ông hoàng bà cô vân à, vân là nên thành tâm đến đến lễ đến khấn hiệu quả của nó là xuất phát từ cái tâm của mình tránh cái trường hợp là đua nhau đặc biệt là những cái đoàn đi để ý rất nhiều các đoàn đi là thi nhau dân cúng cứ nghĩ là mâm cao cỗ đầy thì được lộc chen lấn xô đầy rất là ghê gớm đặc biệt là ở cái khu vực của chùa hương chính vì vậy là các bạn phải phân biệt rõ ràng là nơi nào là nơi thờ phật thánh thì tuyệt đối không thắp hương các cái đồ mặn mà nơi nào nó là đền đền phủ miếu nơi thành thờ thành hoàng các cái nhà thờ tổ nghề và đền thờ các người có công dựng nước đều là những đều là những cái người người thật việc thực là người trần chính vì vậy mà các bạn phải phân biệt được một cách rất rõ ràng tránh cái trường hợp là đua nhau để đi xin lễ trông chéo nhau để đốt vàng mã trông chéo nhau xô đẩy nhau để mà đặt tiền đặt mã đặt đủ các thức abc vào những cái nơi linh thiêng ở đây cũng khuyến cáo một số các bạn mà đi đi lễ chùa đấy ăn mặc rất phản cảm coi những người mặc các loại váy ở hang quần ngắn quần sóc quần nam giới thì về là quần lửng quần leo nữ đặc biệt là nữ giới ăn mặc là hớ hênh vào đấy để lễ chùa à, phúc thì chả có mà có khi là chuốc quạ vào thân hay đặc biệt nữa là những cái vấn đề mà cúng tiền nếu có thì chúng ta có thể là vào công đức nó là công minh chính đại cũng không nhất thiết là phải thi nhau là để 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 đặt vào đúng uh, cái chỗ tam bạc hoặc là để chen chúc nhau để mà à, xin lục xin lá nó cũng là cái điều mà bất lợi bởi vì là tâm là, là Phật ở trong tâm tránh cái trường hợp mà xô đầy hoặc là làm những cái người ta gọi là phản cảm không phải là cứ đến nơi phủ chúa hoặc là đền phủ đâm đốt nhiều vàng mã mà có thể thu được những hiệu quả được hay không. Nhân đây tôi cũng nhắc lại với các bạn như này, này, các bạn phải nhớ là đi lễ các ông như ông Hoàng 10 ông ông Hoàng bảy, à, cậu bơ hoặc là những mà là là cô cậu, à, bà chúa thì bà chúa kho, bà chúa sứ bà chúa thượng ngàn các các bà chúa, à, các ngài thành hoàng của một làng ở nơi đình đình phủ, nơi là thờ cúng tổ nghề và đền thờ của các vua chúa thì các bạn có thể là đổ mặn Còn tuyệt đối ở những cái nơi liên quan đến đến chùa là nơi thờ Phật thánh thì các bạn hạn chế. Hai nữa có một số mắc sai lầm. Khi đi lễ bất kể là đi chùa, chùa chiền hay là phủ chúa hay uh, lục lá của các cái ông ông bảy ông 10 hay là bà chúa này bà chúa kia tuyệt đối các bạn lên cầu khấn thôi khi nếu như mà các bạn mà xin lộc ở đó tránh tuyệt đối nếu các bạn thích thì các bạn mang về các bạn để ở đâu là việc của các bạn tránh tuyệt đối là các bạn mang những cái vật đó là các bạn lại ngự lên trên bàn thờ ra tiên tiền tổ của các bạn đây là một cái sai lầm có khi lại rước ma rước quỷ vào thờ cũng trong nhà đấy tôi nhắc lại này này kể cả những cái ở ngoài chùa chiền đa số đi lễ thì người ta hay phát cho cái xanh xanh đỏ đỏ phát cho bùa nọ bùa kia phát cho cái này cái khác những cành vàng lá ngọc bất kể ở đâu cho dù đó là phủ hay là chùa hay là đền các bạn tuyệt đối không được đặt lên trên bàn thờ đây đó là một cái nguyên tắc rất rõ qua cái thời gian trên dưới 25 năm tôi đi kiểm tra thì các cái chân linh của của các các bàn thờ đều mắc phải không có chân linh các cụ không về được là vì do cái yếu tố kiểm tra toàn âm các bạn hiểu đơn giản này này đặc biệt là những nơi như gọi là bà chú kho chẳng hạn hay là ở các cái phủ như phủ dày hay ở các cái gì, chùa hương thì người ta cứ bán tràn lan ra tràn lan ra các cái vật xanh xanh đỏ đỏ các cái bùa chú abc uh, những cái cành vàng lá ngọc có khi đó là những cái mà người trước người ta dâng lên vào trong chùa người ta ấy ở trong phổ hay chỗ bà chúa kho cuối cùng là người ta lại mang chuyển ra đằng sau người ta đã ra người ta lại để xếp ở ngoài ngoài cửa đền gửi chùa người ta lại bán lại cho các bạn nó qua tay hàng trăm hàng ngàn người rồi thậm chí có những cái tồn kho bởi vì người nhiều người dân cúng không nhiều người biếu xén không nhiều người dân mã lên không thì nó thành tồn kho thì lại hết năm nay hết tốt này dâng lên người ta lại bê hết cả đấy là lại vào cái kho đằng sau người ta lại bê ra ngoài để người ta bán ở đấy người riêng về người ta gọi là cái uế khí uế tạp thôi nó không sạch sẽ, nó không thanh tịnh thì nó là âm khí ở rất nhiều. Còn chưa nói là ở đó có các cái vãng vong luẩn quẩn. Bởi vì các bạn đã tin về tâm linh, tin về Phật thánh, tin tin về những cái phù phù hộ đồ trì thì chắc chắn bạn tin là có tâm linh thì phải có những cái vong linh, mà những cái vong linh là vong linh lang thang rất nhiều. Đây có những người đi đi lễ đầu năm đi chùa lại bẻ cành nọ cành kia để về hái lộc nhưng biết đâu hãy nhớ tất cả các cái cây mà đặc biệt những cái cây mà gần các cái đền chùa miếu mạo bẻ thì là các vong linh nó ở đó thứ nhất nó vừa phản cảm cái thứ hai nữa là phá hoại về cái môi trường cái thứ ba là tự nhiên mình rước những cái vong linh lang thang cơ nhỡ ở ngoài đường ngoài chợ để ngự đi trên bàn thờ cái này là rất nhiều đa phần là cứ đi, lấy, đi xin để lễ xanh đỏ tiếng vàng đủ các abc đó, cành bà lá ngọc thậm chí là những ra đi bẻ cành cây ở đấy để vào nhưng đó là những cái họa đấy tôi chưa thấy ai có thể mà thành công mà mang những cái xin những cái abc ở các cái đền phủ đền miếu mà để mang về để, để ngự lên trên bàn thờ mà thành công được đó chính vì vậy mà các bạn phải rất thận trọng tất cả những cái vật mà nó không có nguồn gốc mà nó là đồ giả hãy nên nhớ này ở trên bàn thờ đặc biệt là bàn thờ gia tiên tiền tổ nhà các bạn này là không được để những cái không có nguồn gốc những cái đồ giả tranh ảnh hoa quả giả đồ nhựa đồ mà người ta